นนั่งจังมันนี่ทิ้งชูมัดนั่นเป็นเธอได้ถึงมัดนั่นเปลี่ยนนั่นมวยเด่นเออเราไว้สิ่งวันเด่นเปลี่ยนนั่นยืนหามีนาเวียนนาสาดวันนี่หงลาทุนจุงก้อนเธอบายได้ถึงดงยุงเนื้อจุงอวัยเพียรเนื้อเสียงวางขับวงบ่อยเวทำเป็นไรบิงแย่ทำวีติกดอกดินบัวชาจันนามเดียงไห่หาจงตัวขัดม้าหงเดียจีเชืองตัวซ้ำสิงตาแข่งเหลียวบ tấm sinh nhà ta cành liễu bồ tấm mi gương tiết niệt nhà thiên thu còn thiên có nhà họ Vũ vốn dòng mi hào phú nên sơn lâm đi bảo hộ muôn dân khi đi qua đỉnh núi non thần nhìn xem phong cảnh thấy mọi phần thanh tân có chợt thấy lưu sơn tinh công chúa vốn từ xưa thượng cổ anh linh qua thần ngọn lạc cao binh gió mưa đổ nát cung đình vắng tanh qua cơn mê loạn mà lạc cao binh gió mưa đổ nát cung đình vắng tanh có lòng mồ đào thành tâm xin sửa lại dựng ngôi đền tiến thanh mà phong quang ngôi đền thờ điện ngọc trang hoàng ý đền thờ điện ngọc trang hoàng ngày rồng bay phượng mua cành lại càng hơn xưa có sự báo ứng bây giờ này cũng trong về phượng lâu thần mộng báo ngay xin làm con để trả ơn thầy lại cho cả bè gỗ trăm cây lập đèn có chợt thấy anh sao trôi đi trước cửa gió hào thu tiên nữ nó hiện thân thánh bà từ đấy hiện thân ngày rằm tháng tám giữa giờ dần thai sinh có thanh sinh ra hiền hòa chỗ nhan sắc hóa do bề tài sắc mi ai hơn văn thư phú lục đại tài văn mi thư xem cũng ít người không dám so đất nước bốn lịch sử biết bao trang nhiệt nữ anh hùng đôi vai nghĩa nước tình chồng đôi vai nước tình chồng bất cờ chu đuổi giặc chiến công lưu truyền có năm 43 kỷ nguyên mi thứ nhất đông an tràn sang cướp mi nước ta tội gây trời đất không tha sát mi phù nghiếp phụ để bao nhà nát tan
đêm con mong mỏi ai người cho đánh đuổi thù chung trăng thượng lâu đất lấy vua hùng. Phượng lâu đất ấy vua hùng à, có ông vũ chất người vốn dòng nho ra, có nghề thang thuốc gần xa mi độ nàn, Nguyễn Thị Mầu kết bạn trăm năm, Quỳnh Giao hoa nở một bông, ông bà thòa lỗi năm mong tháng chờ. Từ đây không còn cánh cửa nhà quanh que gái ngây dài, cha mẹ sinh ra hay ông bà bàn lại tính qua, hay ông mà bàn lại tính qua, đặt tên con gái quý người tên là Thục Nương. Vẻ trang nhã hiện trên mi khuôn mặt, tóc xanh mây da ngọc mi môi hồng, mày ngà mắt phượng lưng ông, đẹp như anh hoa phá tiết sầu đẹp như lòng mẹ cha. Nên 6 tuổi say xưa nghiên bút chi thông minh, học một biết hai rồi kinh thư rồi cả văn bài. Kinh thư rồi cả văn bài, thầy khen bầu bạn để bao người mến ưa. 13 tuổi làm thơ châu yêu nước, vạch mặt phường xâm lược bất nhân, khổ đau đói rách nợ nần, hay đâu số phận trên thiên đình định cho. Vì đông án đi biêu mô sao ra, nó kéo quân sang cướp mưa của giết người, gây lên tội ác tày trời, ai thua tô định chính là người chủ mưu. Nó bắt dân mò ngọc trai dưới đáy bể, nên rừng tìm vật thu công dân ơi, ngà voi tê giác nhiều nhung, tóc nghi đầm mưa nắng lưng quằn đòn roi. Hồng thơ hay nhiều người đón đọc, chỉ mong sao xóa sạch bất công, chỉ mong xóa hết nợ lần, chỉ mong sớm thoát khỏi vòng xâm năng. Có thầy đồ thầy môn sinh người kháng khai, ngại liên can mắc phải tay ương sinh lòng, ngăn cản Thục Nương tạm dừng việc học để đến đường tập văn. Do đây dạy Thục Nương con học khó, một năm sau tài nghệ tinh thông chi hay đồ võ sĩ quanh vùng.